trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ đã vận động trên 3 tỷ 700 triệu đồng để tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, đảm bảo 100% nạn nhân các quận quyện đều có quà vui xuân đón Tết. Đây là kết quả Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ báo cáo tổng kết công tác chăm sóc nạn nhân vào dịp Tết vào sáng nay. Theo đó, Hội Nạn nhân Chức độc Gia Cam Thành phố Cường Thơ đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các đoàn thể tổ chức vận động tặng 11.651 phần quà cho nạn nhân gia cam, trong đó 8.044 từ nguồn vận động xã hội, 3.607 từ nguồn ngân sách. Trong khuôn khổ tổng kết, hội cũng đã triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2022 với chủ đề thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tổ chức thành công Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.